Ở video trước thì mình có ý tốt mình muốn chia sẻ cho mọi người về những cái lưu ý trước khi tải lên màn hình thoại top 9, và cũng như là cái việc mà mình cũng nhấn mạnh đó chính là nếu như bạn không tuân thủ điều khoản của Riot thì bạn sẽ bị khóa nick, hay có khi là nặng hơn là thậm chí bị cấm khỏi ở phiên bản chính thức. Nhưng có vẻ như là các bạn đã không nghe mình, và thậm chí nhiều bạn còn comment chửi mình là câu view rẻ rách, rồi cũng như là không có tài khoản chơi thì mình lại làm cái bài để câu view. Thì những cái comment đó nó sẽ như thế này và thế này. Và Ayo, what's good? Xin chào tất cả mọi người đã cùng quay trở lại với channel của Gen Z. Có thể nói thì Liên minh huyền thoại top 9 trong hơn nửa tuần vừa qua là gây ra một cái cơn bùng nổ trên toàn thế giới, với rất là nhiều người mong chờ được game này, với việc đó chính là họ chính thức phát hành, à không, đúng hơn là mở cửa phiên bản Alpha Test để dành cho những người chơi được cấp phép với cái tài khoản đăng ký trước đó. Nhưng có vẻ như là có rất nhiều bạn khi mà chưa tới lượt mà được Riot cấp phép á, thì họ đã tìm rất là nhiều cách để lách vào việc đó là có thể vào được trò chơi và chơi nó một cách không chính thức. Và tất nhiên thì nó bao gồm cả việc VPN nữa. Cho đó, Riot đã trong ngày hôm qua và ngày hôm nay thì họ đã đưa ra một cái chiến dịch, đó chính là càn quét toàn bộ những cái tài khoản như vậy, và có thể nặng hơn là cấm vĩnh viễn khỏi phiên bản chính thức. Và trong video này thì mình sẽ chia sẻ nó một cách chi tiết hơn nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu đi vào video. Let's go! Trước khi đi vào cái nội dung chính á, thì có hai điểm mà mình muốn nhấn mạnh trong video này. Thứ nhất đó chính là việc mà Riot họ sẽ ban cái tài khoản này, và thứ hai đó chính là cái việc ban cái tài khoản này thì nó sẽ kéo dài trong vòng bao nhiêu ngày, hay là có vĩnh viễn hay không. Rồi, đến với vấn đề đầu tiên, đó chính là việc mà Riot họ cấm cái tài khoản không nằm trong danh sách whitelist. Thì mới đây hôm qua và cũng như là trong ngày hôm nay thì đã có rất là nhiều người chia sẻ về cái việc đó chính là Riot họ đã hoàn thành, à không, đúng hơn là Riot họ đã bắt đầu cái chiến dịch của mình để có thể cấm và cũng như là truy quét tất cả các tài khoản không nằm trong danh sách whitelist, tức là những cái danh sách không chính thức được Riot cấp phép để chơi cái phiên bản Alpha Test này. Còn nếu như bạn không hiểu whitelist là gì thì mình nói tới blacklist thì các bạn sẽ hiểu đúng không? Blacklist, danh sách đen đấy. Cho nên những bạn nào mà chơi không chính thức tựa game này mà được Riot truy xuất ra những cái tài khoản đó, thì những tài khoản chưa vào danh sách whitelist thì các bạn đã nằm trong blacklist rồi. Cho nên nếu như bạn nào đang có ý định hay là đang có một cái hành động cho cái hành vi đó thì mình nghĩ là tốt nhất các bạn nên ngừng lại đi. Và tại sao mình lại biết cái thông tin này? Ừ, thì mới đây có một bạn Phúc Anh ở trong Vật Vờ Studio á, thì bạn ấy có đăng một cái bài post khá là dài nói về cái vấn đề mà Riot họ đã ban vĩnh viễn các tài khoản phát tán file APK. Thì cái này mình sẽ nói tới sau nhé. Nhưng mà cái mục đích chính ở đây mình muốn nói đó chính là họ đã bắt đầu kiểu như là khóa và cũng như là cấm các tài khoản cố gắng xâm nhập game một cách trái phép rồi. Và không chỉ riêng bạn Phúc Anh này đăng vật trong Vật Vờ Studio đâu, mà ngay cả cái trang chủ chính thức của là YRIP, tức là bao gồm cả trang fanpage của League of Legends YRIP Brazil này, hay là trong group Brazil này, hay là trên trang Twitter thì họ cũng đăng những cái dòng trạng thái đó chính là bắt đầu cái chiến dịch càn quét và khóa tất cả tài khoản truy xuất vào game không chính thức. Và không chỉ ở trên Twitter đâu, mà ngay cả trên Reddit thì họ cũng có những cái dòng trạng thái tương tự như vậy. Cơ bản thì mình sẽ tóm tắt lại một chút, thì họ sẽ thực hiện cái việc đó chính là trong khoảng một vài tiếng vừa qua thì họ đã truy xuất và cũng như là quét được rất nhiều những tài khoản cố gắng truy cập vào game không nằm trong danh sách whitelist, bao gồm cả việc đó chính là các bạn fake VPN nữa, bởi vì đây là cái phiên bản Alpha Test dành riêng cho thị trường Brazil và cũng như là Philippines mà thôi. Nhưng mà phần lớn thì các bạn sẽ fake sang Brazil bởi vì cái server của nó chơi nó sẽ ổn định hơn. Nhưng mà chung quy lại thì mình khuyên các bạn cũng đừng nên cố gắng thực hiện cái hành vi này làm gì, bởi vì không nằm trong danh sách whitelist thì các bạn chơi nó hay là cố gắng tìm cách để chơi cái tựa game này thì nó cũng là một cái hành vi không hoàn toàn chính thức rồi. Đến với điều thứ hai, đó chính là với những cái tài khoản mà bị Riot họ truy xuất và cũng như là truy quét ra, thì những tài khoản nó bị cấm sẽ trong vòng bao nhiêu ngày? Thì theo như những thông tin mình tìm hiểu được thì họ sẽ cấm trong vòng 720 giờ. Theo những tính toán của mình thì 720 giờ, tức là nửa tháng. À không, một tháng. Đấy, cũng là một khoảng thời gian khá lâu dành cho những bạn nào mà xui xui ấy bị Riot họ cấm. Đấy. Còn về việc đó chính là có cấm vĩnh viễn hay không, thì nếu như bạn đã sau một tháng không còn bị cấm nữa mà bạn cố gắng tìm cách chơi nó một cách không chính thức mà Riot họ lại tiếp tục truy xuất ra được cái tài khoản đó của các bạn, thì các bạn sẽ bị cấm hoàn toàn vĩnh viễn khỏi phiên bản beta, alpha và cũng như là phiên bản chính thức. Cho nên mình khuyên các bạn rồi, đừng cố gắng truy cập game một cách không chính thức làm gì, bởi vì Riot họ rất là tốt bụng, bởi vì nếu như sau này họ sẽ tiếp tục mở thêm cái đợt alpha test để dành cho những tài khoản chưa có cơ hội chơi, thì chúng ta cứ việc chờ tới lượt thôi, may mắn thì sẽ chơi được, còn nếu bạn nào xui thì mình chịu.
Và đến với điểm thứ ba, như hồi nãy mình có nói, đó chính là việc mà họ sẽ cấm và cũng như là tìm ra được những cái tài khoản mà phát tán file APK và cũng như là file OBB để truy cập vào game không chính thức. Thì cái này hiện tại mình vẫn chưa rõ là họ sẽ tìm kiếm bằng cách nào, bởi vì rất khó để có thể biết được, đó chính là chúng ta có thể biết được là ai sẽ share cái file APK đó, bởi vì có rất là nhiều người share rồi. Nhưng mà theo như những gì mà mình đọc được của bạn Phúc Anh ở trong group Vật Vật Studio, bạn ấy bảo là dò ra được mà, vì trong file OBB có tệp mã hóa ID hay gì đó của mấy YouTuber, nên xem OBB đang phát tán có file mã hóa của ai đó thì người đó chịu. Nói chung là cái vấn đề này thì mình cũng hơi khó hiểu là họ sẽ tìm ra bằng cách nào. Nhưng mà về cơ bản thì nó đã là một cái gì đó không chính thức thì tốt nhất các bạn cũng đừng share nó cho người khác tải về và cố gắng truy cập vào game một cách không chính thức làm gì. Bởi vì các bạn không muốn là mình chưa tới danh sách whitelist mà đã nằm trong blacklist của Riot thì tốt nhất là mình thấy cũng không hay ho cho lắm đâu. Tổng kết lại thì ở 3 điểm mình đã chia sẻ cho mọi người trong video ngày hôm nay thì cái điểm quan trọng nhất vẫn là cái điểm chúng ta nên chờ Riot cấp phép và cũng như là tới lượt của chúng ta có thể chơi được cái phiên bản alpha test này một cách chính thức. Và nếu như bạn nào không làm như vậy thì chúng ta sẽ nằm trong danh sách blacklist của Riot đấy. Và các bạn cảm thấy video này có hữu ích hay không? Các bạn có cảm thấy là nó sẽ giúp ích cho các bạn trong cái công cuộc chơi Liên Minh Huyền Thoại Tốc Chiến hay không? Cũng đừng quên để đặt phần bình luận phía dưới video nha. Bây giờ đó, nếu như bạn thấy thích video, đừng quên nhấn like, share và subscribe cho channel của GZ. Mình là Gà, hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo. Peace!